Sáng ngày 14 tháng 9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý đề án quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành. Dự thảo đề án gồm 4 chương, 9 điều quy định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan về các nội dung đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tuyển chọn, bố trí phân công, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, tạm đình chỉ và cho thôi chức vụ đối với cán bộ. Cơ bản đồng tình với các quy định dự thảo đưa ra, các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến đề nghị làm rõ hơn về phạm vi, đối tượng điều chỉnh, trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc đề xuất, quy hoạch, giới thiệu cán bộ, quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu trong công tác quản lý đánh giá cán bộ. Những ý kiến đóng góp được Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu nghiên cứu bổ sung hoàn thiện đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.